Rồi cái gì nữa vậy? Mày lấy cái máy gọi mày không đưa đinh gọi làm sao tao bắt? Rồi rồi, đợi tôi chút xíu. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Mấy đứa ơi. Trời trời, sắp thua rồi nè. Có nhiêu mà sai hết đi. Hai thằng bay có bị khùng không? Khùng cái gì? Hai thằng bay đưa dây điện, sao không cắm điện? Gọi điện lâu tao bắt. Bà ngồi ở trển á, bà đợi tôi 3 tiếng đồng hồ đi. Vô vô lẹ. Rồi, thua luôn rồi. Rồi rồi. Mày xong rồi. Ai út đi mà. Oh.